Cái gì vậy? Quay phim chứ cái gì? Hả? Quay phim. Quay cái gì vậy? Quay bà tám câm thơ. Thôi rồi, quay cái gì? Đạt 80.000 rồi nha. Chúc mừng nha, hôm nay chúc mừng nha. Cảm ơn, cảm ơn. Xe có ai đậu đây mà. Xe chủ nhà người ta. Các bạn nói chuyện điện thoại. Giữa đêm khuya thanh vắng. Hai chiếc luôn. Ừ, cái nhà. Ủa con bé đâu? Ủa? Chứ nó không ở trong nhà hả? Nó đâu rồi? Coi coi nó rớt dưới gầm cầu thang không? Đó, nè nè, phải này không? Tại chắc tại tôi bự quá. Nó căng đối diện kia kìa. Trời ơi. Phan Nhí đi bộ với tôi kìa. Đi chụp thể dục. Hôm nay Phan Nhí đi bộ với tôi kìa các bạn. Cái gì vậy? Bà cũng nhí hay sao mà bà? Bà đừng nói bà nhí nha. Quên rủ ngoại đi ha. Nãy hồi chiều con đi một vòng trái đất với ngoại rồi. À đi ngoại đi rồi. Nửa vòng hay một vòng? Một vòng luôn. Một vòng trái đất hả? Dạ. Một vòng trái đất khác sao quên rồi. Trên đường đi bộ con tâm sự cho bà Tám nghe coi. Dạ. Tâm sự nghe đỡ buồn coi. Rồi. Cái gì đó. Cơ duyên nào mà con đến YouTube bà Tám con nói đi. Không, con đi kế bà Linh nè, bà Linh bà không quay con. Đó giờ con nãy nói giờ đi. Thấy mặt hết rồi còn né vậy gì hả? Trời. Rồi 1 2 3. 1 2 3. Chuyện là vậy. Ừ. Rồi. Vô. Thì là mẹ con coi YouTube của cô. Ừ. Xong con thấy ồn quá. Ồn quá. Ai ồn? Cô thơ quá ồn. Sorry nhưng mà con thấy vậy xong con kêu sao mà coi cái gì mà ồn ào quá. Coi hoài luôn mà ồn quá con không có chịu được. Ừ. Xong má kêu là cái này là bà Tám Cam Thơ. Mày coi đi rồi mày coi có thấy ồn không. Xong rồi con coi. Ừ. Giờ con không biết có ồn hay không mà giờ con đứng đây. Nhưng mà cái clip nào con coi đầu tiên của cô? Cái clip coi đầu tiên hả? Thực tình là con không nhớ nhưng mà cái đợt đầu bắt đầu mới coi xong là nguyên một tuần đó là anh ngủ với là kênh YouTube của bà Tám Cam Thơ. Tức là phải lướt những cái clip cũ coi. Xong coi cho tới giờ. Trời ơi. Rồi thấy làm sao? Dạ, có ồn không? Ồn nhưng vui. Ồn vẫn còn ồn nữa. Này có người mua nhà kìa. Ủa dọn nhà vô kìa Linh. Ủa cái nhà này em bán rồi nè. Người nước ngoài. Nước ngoài. This is your new house. She asked you like today you will win this house. Yeah. Yeah. She asked her like the, how much room. Just one room. Just one room. Like you rent it or you buy it? Rent. Oh, you can help. Yeah. 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 Yeah.
Dạo này tiếng Anh đầy bụng nên thành ra biết cái bụng nó bự. Là cô phải lấy hết tất cả những cái vốn liếng mà cô đã học á, sổ ra. Ghê ghê. Một cái nhà đã bán mà cuối cùng giờ cho mướn rồi Linh. Có một phòng mà có cái đường đi riêng ở sau á cũng được quá, phòng cũng ok. Vậy là 600 nó bán hết cho mướn hết mỗi người mỗi phòng ha. Lấy 600 bốn phòng. Rồi nói tiếp. Nói tiếp sao? Bà hỏi đi. Bà hỏi Lily đi. Đó, coi xong rồi thấy cô Linh. À, không phải thấy, nghe. Nghe thấy vui. Xong lúc không có cô Linh thấy thiếu. Cho nên cô Linh phải ở đây nhiều. Trời ơi, phải ở đây nhiều. Phải có được đâu à. Cơm áo gạo tiền. Đâu có ai nuôi cô đâu. Tôi nuôi bà mà bà không chịu. Tôi ăn nhiều lắm á. Bà ăn nhiều tôi cũng nuôi. Cô Linh nên suy nghĩ về cái offer này. Nhưng mà con coi cái kênh của cô, con thấy được cái gì cho con? Như là con cảm nhận được, như là trong cái lúc con coi của cô mà con cảm nhận, con thấy có cái gì mà đem đến cho con những cái gì, đem đến những cái cảm nghĩ, những cảm nhận như thế nào? Tại con là fan nhí mà hôm nay là 80.000 mà kỷ niệm 2 năm nữa thành ra. Wow. 8 ngày đặc biệt phỏng vấn nha. Wow, vinh hạnh cho con. Đó, giờ con đại diện fan nhí coi. Con nói cái cảm nhận của con có giống như những cái fan nhí. Nếu mà những fan nhí của Tám mà nghe cảm nhận của Ly, coi mình có giống như là suy nghĩ của Ly hay không nha. Thì cái này là suy nghĩ của con thôi, cảm nhận của con chứ. Đại diện thì con không có dám, nhưng mà thì theo con thấy là con thấy vui là cái thứ nhất. Thì từ vui thì mình mới bắt đầu mình coi thêm xong thấy thương, tại vì cô là có cái trái tim ấm áp. Cái gì? Trái tim ấm áp. Ấm áp hả? Ủa sao con biết tim cô ấm? Thì con tại vì con mặc áo lạnh vậy đúng không? Tại vì cô chăm chú, con không có bỏ chú lúc chú bị hoạn nạn. Cái đức tin của cô nhiều. Con tại vì con cũng có đức tin như vậy. Dạ. Rồi, người khoan dừng lại để đọc cơm. Tới đây, wow. Tới trước mẹ luôn. Con chỉ biết là là vợ của nhạc sĩ Lê Quang, thì con coi tiếp không mới biết ca sĩ. Biết ca sĩ thì lục tìm bài hát của ca sĩ này hát. Cái lục cái nghe xong thấy hợp rơ. Là gu nhạc của con cũng dạng như vậy. Vậy hả? Dạ. Xong nghe xong con thích. Xong rồi thì con có đăng Facebook là vì yêu mà đến, mà đã yêu thì mình không cần lý do. Yeah. Ủa, nhưng mà cô thắc mắc điều là con cái tuổi của con mà nhỏ hơn Mr. Cat là 1 tuổi 2 tuổi gì đó. Nhưng mà cái gu nhạc của con làm sao mà giống của cô được? Dạ thì chắc do ông già trước tuổi. Già trước tuổi. Không, tại vì với lại ở nhà mẹ con hay nghe những cái nhạc mà
như vậy xong rồi. Đang nói cái vụ về nhạc á, đang nói về cái nhạc của con, tại sao là cái gu của cô đang thắc mắc. Con cũng không biết tại sao, nhưng mà hay là con nghe theo ba má con. Ba má con thì nghe nhạc bolero. Ủa vậy? Chữ tình gì nọ, nhưng mà con hay con nghe nhiều thể loại, nhưng mà thường con không có, thường nhạc trẻ cũng nghe, nhưng mà những cái lúc mà mình không có muốn ồn ào thì mình nghe những cái nhạc nhẹ như vậy. Em dịu. Dạ. Tại thấy nó hay, mình hiểu được cái lời thì mình mới nghe. Có những cái không hiểu thì phải nghe cho hiểu. Chừng nào hiểu thì thôi. Dạ, chừng nào hiểu thì thôi. Còn không hiểu thì sao? Nghe tiếp. Rồi con thấy cô Linh sao? Cô Linh thú vị. Thú vị ha? Dạ. Thú vị là từ khúc nào? Vui ngầm. Ừ. Trời, mỗi lần coi mà sổ mấy câu thôi, chỉ cần một cái clip mà 2-3 câu thôi là anh Đức. Anh Đức người ta nói 100 câu à. Đó, Linh Linh tính làm giống như vậy nè Linh. Thôi xây luôn đi. Xây luôn hả? Ừ. Cái này nhìn đơn sơ quá. Xây không là phải xây sao? Mình mua cái cục gạch bự giống như ở chỗ đó đó. Chỉ cái bồ, nguyên cái hình vuông. À, cái đó hả? Không, nguyên một cục hình vuông bằng xi măng á. Ở dưới hả? Xong mình mua cái kệ luôn hả? Cái mình chét xi măng ở dưới á. Để cho luôn. Nó dính chắc. Cái vòng hoa bị méo mà. Nhiều khi để vậy là thành kiểu. Đó. Đó. Cái tưởng mua hình bự lắm á Linh. Ừ. Chứ không có nhỏ gì đâu. Hay là muốn mua tượng nhỏ giống vậy. Không, nhưng mà cái tượng bự kia đi, nhưng mà cái chân cao lên. Cái này hơi thấp ha. Cao lên cho nó trang trọng. Ok. Thôi con chào mẹ. Ủa chưa, mình còn dòng nữa. Quên chút con gặp mẹ là sao. Mẹ nhớ đợi con nha. Rồi đang nói gì quên rồi. Nói gì ta? Thú vị. Cô Linh thú vị. À, cô Linh. À, cô Linh. À, một người mà im im nhưng mà nói gì là dính cái đó. Dính cái gì? Vui. Vui thôi. À, thắc khe cô nhiều. Thì giống như là con thích cái tình bạn như vậy. Nó không có bị vật chất vậy. Tình bạn vô vụ lợi, không tính toán. Hết mình vì nhau. Nhưng mà bạn chơi lại hết hồn. Thời gian tôi có chơi thời bà gian trả lời. Thời gian trả lời. Bà chơi chứ tôi hết lòng của chừng tôi chơi và lại hết hồn. Đâu có sao đâu. Chấp nhận thời gian thôi, chấp nhận thôi phải không con? Dạ, chấp nhận. Nhưng mà con theo dõi cô như cũng đâu có lâu, mới đây đúng không? Dạ mới. Mới được mấy tháng? 6 tháng không? Dạ. Cỡ đó. Từ bắt đầu tháng 1. Là bắt đầu coi nhiều, là bắt đầu từ đó cho tới đây. Là 6 tháng rồi đó. Dạ. Nhưng mà vậy nè, con muốn hỏi là ví dụ như có những cái khúc mà có những cái clip mà giống như cô bị cái này cái nọ, hiểu con không? Tức, trời ơi con tức. Con sao? Con tức. Tại sao nói cô con như vậy? Có thấy cô con như vậy không mình nói? Chỉ là gọi là gì? Ngập máu phun người. Trời ghê chưa? Tức. Tức là làm gì? Đâu có làm gì được đâu à. Thì bởi vậy. Đâu có thấy con vô bảo vệ cô đâu. Có một lần con có một lần con không có thể. Con ngậm cái gì con phun người. Người ta ngậm máu con ngậm gì? Dám hô bồ bạ lắm. Bồ bạ. Cho nó crystal bồ bạ. Phun dính người hả? Là cô thơ cô sẽ chụp cái crystal con bà. Làm được cái gì? Con lúc đó con làm cái gì? Con có buồn không? Con nghĩ mà tại sao lại như vậy? À, người ta không có đặt người ta vào trường hợp của mình mà người ta đi nói như vậy, giống như là người ta ở đó người ta biết như vậy nhưng mà không nói phải như đúng rồi đúng không? Dạ. Con thì không có thích
lên tiếng nhiều. Tại vì một khi mình nói thì cái lời nói của mình phải có trọng lượng. Dạ. Mà con đâu có cái gì đâu. Anh yên tâm. Thì đó, xong rồi. Nhưng mà có một lần cũng tức quá. Xong rồi con mới lên tiếng, con nói là làm người á thì phải để cái phần người chứ đừng có sống cái phần con nhiều quá, nó không có đáng sống. Phần con là phần gì? À hiểu rồi. Thì mình là con người thì mình phải sống theo mình. Sao cô? Rồi cô hiểu. Mình sống theo cái chữ người á hả? Phần làm người á hả? Thì con là trên này ai nhiều con lắm. Mình thú vật con gì đó con gì đó, nhưng mà mình là loài người, mình là con người thì mình phải sống cho ra người. Đừng có ra con. Nhưng mà con thấy hay, tại vì cô không có, không phải hay nữa, nhưng mà kiểu tức là mình dạy đó, nhưng mà mình coi lại cái người mình hình tượng, người ta không có phản bác mạnh, người ta không có chửi lại, mà nhận hết những cái đó vô mình, trong khi là không có như vậy. Cô không có như vậy mà cô cứ nhận vô như vậy. Không. Chứ bây giờ cô biết làm gì vậy? Thì đó. Nếu mà con như cô thì con phải làm cô, nếu mà con là cô thì con làm gì? Nó cũng không biết nữa, tại vì cái này là người ta cũng trên mạng ảo thôi. Thì bây giờ thì đó, cho nên là ảo thì mình cũng chơi ảo luôn. Giống như là mình không có nhưng mà mình vẫn nhận, cái đó cũng là ảo đó. Mình nhận thì người ta mới im. Chứ bây giờ người ta bắt mình như vậy mà mình không nhận thì người ta cũng bắt mình như vậy, thì mình cứ nhận đi cho người ta khỏi bắt mình. Đúng không? Chứ giờ người ta đã quyết định, người ta nói như là đúng rồi là mình như vậy thì mình phải nhận. Đúng không con? Ừ. Là nhìn tôi mà nói cho con. Con lên dạ đúng. Nó cứ đi vòng qua, cứ đi vòng qua vòng lại. Dạ đúng má. Đúng không các bạn? Bây giờ các bạn cứ nghĩ là tám là như vậy. Nhiều xe là tôi đi vòng vòng luôn. Trời đất, cứ có bả đi vòng vòng kìa. Tối mà đi. Tối mà xe đâu đi. Chắc người ta đi về. Tối đi còn ngó. chạy lẹ đi. Đúng rồi. Đang nói gì quên rồi. Nói là đúng rồi, giống như là người ta nói cô vậy đi, người ta quyết định là như vậy rồi, bây giờ mình đâu có cãi được. Mình cãi mình nó không có, tôi không có, mày có. Dạ ok. Dạ, thì đó, mình thì có thì người ta im, thì cái từ đó không. Yeah. Chứ giờ mình đâu có thể nào mình phản bác làm chi với mắc công, tại vì người ta cũng đâu có tin đâu, mình cãi làm chi. Cho nên là nói chung là thôi, cho người ta đúng đi, mình sai, mình xin lỗi xong. Nhưng mà mình là người có cảm xúc mà, đúng không? Mình nhận xong rồi nhiều khi mình về mình cũng ấm ức chứ. Không, cô không ấm ức. Cô có buồn không cô? Cô đừng nói cô không buồn. Không. Có chứ. Không. Dối lòng. Đâu, cô buồn chút xíu thôi à. Cô buồn. Cô khóc là tại cô mít ướt. Ôi. Cô mít ướt tại cô thấy người ta bên cô, cô tội người ta. Cô khóc là tội, là cô tội cái người bên cô. Là coi như người đó đau lòng vì cô, lo cho cô, thì cô khóc là vì cái tình cảm người đó dành cho cô. Chứ không phải cô khóc vì cô bị như vậy. Trời trai khóc nhiều thứ lắm. Mít ướt nè. Không? Cũng hở chút là khóc. Nên là cái khóc không có quan trọng. Nhưng mà fan nhìn vô fan sẽ đau lòng. Thì bởi vậy xin lỗi. Nhưng mà cái khoảng thời gian đó thôi. Tại vì con nghĩ là bị công kích hơi nhiều. Đúng rồi, dạ, chút xíu thì cũng nó cũng qua à. Tại vì nhờ có cô Linh, cô Khanh, cô KC, mọi người ở đây. Cái gì cũng qua hết, cái gì nó cũng với qua cô hết. Dạ. Cho nên là mình YouTube là mình phải chấp nhận. Cho nên là không có sao hết nha. Đừng lo lắng quá. Tới ngủ. Bữa nay vui rồi. Vui rồi. Quen rồi. Vui rồi. Sao? Mặt dày rồi. Dày lắm rồi.
Rồi cảm ơn phân nhí của tôi hôm nay lần đầu tiên đi bộ với tôi và tâm sự trong đêm tối. Tối không Linh? Không, sáng bắt. Sáng hả con? Sáng. Dạ, dạ sớm lắm ma. Sáng lắm ma. Mà Linh mới lẻ dữ sợ. Mới kêu nó bỏ con, mới kêu má liền vậy đó. Bữa bà kêu tôi là bà nội phải không? Tôi nói cái gì đó cháu nội. Cảm ơn Phan Nhí nha. Phan Nhí đã đi bộ cùng với Tám hôm nay là đúng là 80.000 subscriber của subscriber đúng không? Subscribe. Nhưng mà cái 80 thì nó cũng chưa đến so với người ta chưa nhiều, nhưng mà nó có số 8. Là phải có không? Số 8 nó là có số 8, 8 là cái quan trọng. Cái gì cũng tự nhiên có cái số 8 nó trọng mà ngộ lắm. Bữa nào lên 88 mới vui. Nó nhưng cũng nó cũng qua. Coi chừng không? Nó cũng qua. Đến đúng ngày là 80.8. Hay là 80.88. Chắc không được. Tới không? À, 80.8. 80.8 không kịp đâu. Không kịp đâu. Mình hy vọng. Còn 2 ngày mà. Có quyền hy vọng. Không, không kịp đâu. Nhưng mà biết sao mình á, mình cái gì mình cũng cảm thấy đủ hết á. Mình cảm thấy nhưng hiện mà, tại mình nhưng rất mà là tại vui. Mình vui thôi. Mình vui, mình rất là hạnh phúc. Đó. Rồi ghi hồi mình cứ nhớ lại cái thời mà giống như là thời ở chuồng tắm mưa. Không. Hàng Vi. Thời Hàng Vi, thời mới vô nghề á. Cứ mong được lên được 10.000, rồi mong được 1.000 sụp là vui. Mình cứ nhớ cái thời đó, mình không có quên đâu. Cho nên là bây giờ mình cảm thấy như vậy mình quá đầy đủ rồi. Bây giờ dù cái mình 5.000 là mình post cái clip mới, mà công nhận mới là nó lên 5.000 liền. Cho nên mình phải post clip mới. Hồi xưa cái canh đúng 1.000 là post clip mới. Đó, bây giờ nó qua cái dèo lên 5.000 post clip mới, mà hy vọng là vài bữa nó phải 10.000 post clip mới không? Từ từ nó lên từ từ đó mà. Nhưng mà chưa đâu. Chắc 5.000 là post clip lắm. Các bạn nhớ coi sao mà 5.000 view là tâm post clip mới. Có clip là tâm post liền. Còn có thôi. Má nói đúng không con? Đúng má. Mà Linh bây giờ bỏ mắt tôi kêu bỏ một con luôn rồi. Sao trời ai biểu hồi nãy tôi đi một vòng tự nhiên nhìn mặt tôi nấy tôi là con. Con là nhưng là mà bà nhìn tôi nhỏ này mà biết sao đi nhìn mà Linh mình nói đúng mà má. Các bạn nãy giờ đi bộ cũng 2 vòng mà bây giờ về tới nhà rồi. Bây giờ nghe hồi nãy nghe bé Nhí nó nói là bé Nhí nó nói là nó có một cái clip rất là dễ thương, nó muốn tặng cho Tám kỷ niệm 2 năm. Thì là cái clip đó làm sao đâu, con nói sơ rồi cô sẽ cho mọi người xem cái clip đó luôn. Dạ, thì cái clip đó là không phải mình con là có sự góp sức của những bạn fan cùng tuổi với con. Gửi tới cho hả? Cô là có Tuyết Nhi, có Võ Phương, có Hạ Vi. Dạ con là bốn đứa tụi con là chung tay vô làm tặng vậy hả? Là chủ yếu là để tặng kỷ niệm 2 năm, nhưng mà tự nhiên hôm nay có duyên là YouTube đạt được 80k subscribe nên sẵn thì 80.000 80.000. Ok con rất là cảm ơn Tuyết Vi, Tuyết Nhi, Hạ Vi với lại Râm Phương, Võ Phương. Cảm ơn bốn đứa rất là nhiều, bé này nữa. Dạ. Thì xin mời mọi người xem clip mà bốn bé tặng cho Tám sau cái lời chào tạm biệt nha. Rồi bây giờ mình chào tạm biệt quý vị khán giả nhé. Chúc các bạn một buổi tối bình an, ngủ ngon và một ngày an lành và hạnh phúc. Cảm ơn bé Nhí này rất là nhiều, hôm nay đã cùng đi với Tám, đi bộ với Tám lần đầu tiên tại Mobile Home, khu nhà Mobile Home của Tám. Và cảm ơn Linh Trần đã làm cameraman quay cho hai đứa tôi đi bộ. Hồi nãy giờ đi giữa đường vậy chứ không có quay mà cười, nói chuyện, tâm sự nhiều lắm. Nhưng mà từ từ đi, chừng nào con bé này nó quen rồi Tám sẽ ra đài cho nó nói. Bây giờ nó chưa có quen lắm.
Dạ. Nha. Bye mọi bye. Người nhớ like and subscribe cho cô nha. Rồi, dạ. Cảm ơn. Bye bye. Bye. Liên lạc của bà Tám Căn Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Căn Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.